và nói cho mọi người biết cô ấy là ai. Phu nhân cái gì chứ? Tôi nói về cô ấy. Cô ấy là ai? Cô ấy chính là phu nhân. Nói bậy. Người phụ nữ này với Bạch Dao hoàn toàn khác nhau về ngoại hình. Bà hãy suy nghĩ kỹ lại. Cô ấy rốt cuộc là ai? Đại tiểu thư. Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại. Cô ấy cũng là phu nhân. Bà Trần. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sao phu nhân biến thành hình dạng như bây giờ? Tiên sinh sau khi chuyển đi, phu nhân quá đau lòng, liền bắt đầu giảm cân. Tôi không phải vì đau lòng quá nên mới giảm cân. Không thể. Một tháng mà giảm được thành như vậy. Tôi nhìn phu nhân ngày càng gầy đi. Phu nhân cô ấy. Bà Trần. Bà tìm tôi có việc gì? Phu nhân. Đúng rồi, cô chuẩn bị quà mừng thọ cho lão gia, nhưng lại để quên ở nhà. Tôi đã mang đến cho cô rồi. Tôi đang chuẩn bị về nhà lấy đấy. Bây giờ tôi sẽ mang quà cho ông. Có thể nhường đường được không? Đuổi cô ấy ra khỏi đây. Kỳ Tổng. Tôi không cố ý đâu. Tôi không biết cô ấy là vợ anh. San San cậu giúp tớ cầu xin đi. Đại tiểu thư Kỳ thật là thú vị. Cùng một nhà mà không nhận ra nhau. Đều do con tiện nhân Bạch Dao làm tớ mất mặt. Cô ấy cũng không nói với gia đình. Ông nội chúc ông hạnh phúc như biển Đông, sống lâu như núi Nam. Nhanh ngồi xuống đi. Ba mẹ. Đứa trẻ này con làm sao thế? Sao lại đứng về phía người ngoài, gây khó dễ cho chị dâu con? Nhanh xin lỗi chị dâu đi, là chị ấy không nói rõ. Con không xin lỗi. Cái đứa trẻ này con sao thế? Thông gia, không sao đâu. Trẻ con cãi nhau, đó là chuyện thường. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không sao, đừng...